Rồi, điện máy Minh Tiến xin chào bà con nhé. Hôm nay thì mình giới thiệu cho bà con chiếc máy gieo gieo hạt, gieo lúa nhá. Đây là máy xả lúa nhá. Đấy, đây là hàng 6. Giới thiệu đến bà con. Đây này. Đây là thiết bị gieo hạt loại 6 trống bà con nhé. Tổng thể cấu tạo của cái thiết bị gieo hạt này. Đấy, có một cái tay kéo đi này, di chuyển rất là dễ này. Bà con làm gieo hạt rất là tiện nhá, khỏe, nhẹ. Đầu tiên là có 6 quả trống này. Trống này là đựng hạt giống nhá. Đấy, thì mình nguyên tắc của mình nhá. Nguyên tắc của cái hộp này là mình bỏ khoảng 2 phần 3 thôi nhá. 2 phần 3 hộp là được nhá. Bà con không nên bỏ nhiều quá. Bỏ nhiều quá là nó sẽ bị tắc nghen. Thì theo quy chuẩn của nhà sản xuất thì chúng ta bỏ 2 phần 3 cái hạt giống vào trong hộp để thôi nhá. Đấy, đấy là điều đầu tiên và quan trọng nhất. Còn cấu tạo này. Cấu tạo là gồm hai bánh. Đây là hai bánh xe. Hai bánh xe này thì ước lượng là khoảng 60 cm. 60 cm. Đường kính 60 cm nhá. Và chiều dài của hàng này là khoảng 2m2. Đấy, cái chiều dài làm việc của nó 2m2 nhá. Rất là tiết kiệm cái công sức lao động cho bà con nhá. Ở đây thì được thiết kế này. Được thiết kế những cái hai cái bộ phận này để mà là gắn cái tay lái lên, tay kéo lên cho bà con. Vặn chặt lại là sẽ chắc chắn thôi. Đấy. Cái sự ở đây ốc này tháo ra rất là dễ dàng nhá. Đấy, tháo ốc dễ dàng lắm. Đấy, tổng thể này. Đây là thiết bị gieo hạt bà con nhé. Kéo kéo lên. Đây đây đây. Đây là cái hộp mở đây. Mình mở cho bà con xem này. Vặn này. Mở đây. Đấy, đây là mở hộp. Đóng hộp này. Đấy. Đây là đóng nha. Thì cái này rất là nhỏ nhẹ. Xách lên cho dơ cả máy lên. Đấy. Đó, rất là nhẹ nhá. Bà con làm việc rất là nhẹ. Chỉ có việc kéo đi thôi. Đấy, thiết bị gieo hạt bà con nhé. Chi tiết mua hàng thì bà con cứ liên hệ với mình qua điện máy Minh Tiến nhá. Số điện thoại là 0988182789. Địa chỉ là Cầu Bùng, Diễn Kỳ, Diễn Châu, Nghệ An. Rồi, xin cảm ơn bà con nhé.